chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tô Mộc Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút là hiện nay các bạn đang sử dụng nền tảng mạng xã hội nào nhiều nhất? Facebook, YouTube hay là Insta? No, đó là xưa rồi. Ngày nay hễ rảnh ra một cái là chúng ta sẽ lướt top luôn mới được. Không nói đùa chứ xung quanh Tô Mộc chúng mình thì nhà nhà chơi TikTok, người người chơi TikTok. Với số lượng người chơi đông đảo như vậy, có bao giờ các bạn thắc mắc liệu cái tên nào đang nổi tiếng nhất trên TikTok Việt Nam hay không? Và nếu như bạn muốn tìm kiếm câu trả lời thì ngay bây giờ hãy đón xem video nhé. Võ Thành Y. Mở đầu video ngày hôm nay, xin mời các bạn ghé thăm tài khoản TikTok của bạn Võ Thành Y. Anh em nào thường xuyên ngặn lụp ở vũ trụ TikTok chắc hẳn sẽ biết đến chàng trai với nickname Mẹ Cám này rồi nhỉ. Các video của Võ Thành Y đăng tải đều thu hút lượng người xem vô cùng lớn, mặc dù kịch bản đều được anh chàng tự lên ý tưởng, tự quay và dựng từ đầu đến cuối mà chẳng cần ekip chuyên nghiệp nào. Đến nay thì kênh TikTok của anh chàng đã cán mốc hơn 11 triệu follower và hơn 300 triệu lượt thích. Quả là một con số đáng kể phải không nào? Được biết, để thành công trên nền tảng TikTok như hiện nay, Võ Thành Y đã có một khoảng thời gian khó khăn. Bắt đầu tham gia mạng xã hội này từ năm 2017, nhưng thời điểm đó anh chàng thiếu thốn rất nhiều vật dụng để quay clip. Thậm chí, Võ Thành Y còn từng bị bố mẹ mắng vì dám mang tất cả các loại ghế cao, ghế thấp trong nhà làm giá đỡ điện thoại. Bằng sự kiên trì và không ngừng sáng tạo đã giúp cậu dần xây dựng được hình tượng xấu lạ, rất duyên trong mắt người hâm mộ. Tô Mộc chúng mình chỉ giới thiệu sương sương như vậy thôi. Thông tin chi tiết ai muốn biết thêm thì bỏ điện thoại ra và bấm follow ngay vào luôn nhé. Đạt Villa. Nếu bạn sử dụng TikTok đã lâu, chắc chắn sẽ từng xem những clip của Đạt Villa. Nhiều người thắc mắc không biết Đạt Villa là ai. Ngay bây giờ, hãy cùng với Tô Mộc chúng mình tìm hiểu về chàng trai hài hước này nhé. Cái tên Đạt Villa liệu có ý nghĩa rằng anh sống trong biệt thự hay muốn thể hiện khao khát kiếm tiền qua cái tên này không? Không, không phải như vậy. Đạt Villa là tên được đặt theo một cựu cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha, David Villa, mà anh chàng này thần tượng. Đạt Villa sở hữu kênh TikTok với hơn 6,6 triệu người theo dõi và trở thành idol giới trẻ với câu chuyện tình xuyên biên giới với cô bạn gái người Indonesia. Không chỉ sở hữu gương mặt điển trai, lôi cuốn với nụ cười tỏa nắng, anh chàng này còn có cách nói chuyện vô cùng hài hước, dí dỏm, luôn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho mọi người. Đạt Villa thường xuyên quay những clip về cuộc sống hàng ngày và chia sẻ trên kênh YouTube và TikTok cá nhân của mình. Những video của anh luôn vui nhộn, hài hước, cùng diễn xuất tự nhiên, cách nói chuyện duyên dáng, nên kênh của anh luôn thu hút được một lượng lớn người xem và theo dõi, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài ra thì anh chàng này còn luôn nảy ra những ý tưởng làm video cực kỳ thú vị, nên ngày càng số lượng người theo dõi kênh TikTok của Đạt Villa ngày càng tăng. Thế nhưng, bên cạnh những fan hâm mộ yêu thích thì anh chàng này dính không ít thị phi cùng với những luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, đôi khi là bức xúc cho rằng Đạt Villa chẳng có tài cán gì, vậy mà lại được coi như người nổi tiếng và được các bạn trẻ hiện nay ngưỡng mộ. Còn các bạn thì sao? Các bạn thấy anh chàng này như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho chúng mình được biết nhé! Đức Anh. Đố vui có thưởng đây anh em ơi! Đố mọi người biết, một TikToker chuyên làm các video đột nhập nhà sao như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hồ Quang Hiếu, Lương Bích Hữu, vân vân và mây mây. Anh em đoán ra được đó là ai không? Vâng, đó chính là những video trên kênh TikTok của Đức Anh. Anh chàng TikToker tài năng này được đông đảo giới trẻ biết đến sau series Đột Nhập Nhà Sao. Chính ý tưởng độc đáo, sáng tạo và sự đầu tư kỹ lưỡng trong mỗi tập Đột Nhập Nhà Sao đã giúp kênh của anh thu về hơn 4,7 triệu lượt theo dõi, hơn 53 triệu lượt thích và trở thành series quốc dân được yêu thích nhất. Ít ai biết được rằng chàng trai nhỏ nhắn này đã kiên cường biết nhường nào khi vượt qua vô vàn nghịch cảnh để từ một chàng trai nhà quê nghèo trở thành một người nổi tiếng trong showbiz và được nhiều người biết đến như hiện nay. Nhiều TikToker hiện nay chỉ nói dăm ba câu, làm vài động tác nhí nhảnh để thu hút người xem. Nhưng với Đức Anh, nó lại là một câu chuyện khác. Anh chàng làm đạo diễn, kiêm sản xuất, quay phim. Tất cả mọi thứ anh đều đầu tư kỹ lưỡng, toàn vẹn nhất. Vì thế, giữa hàng ngàn video TikTok gần như bão hòa, ta có thể nhận ra một màu sắc rất riêng và sự chuyên nghiệp trong từng sản phẩm TikTok của Đức Anh. Follow Đức Anh ngay và luôn đi nào các bạn ơi! Tập tới các bạn muốn đột nhập đến nhà thần tượng nào thì nhớ comment để Đức Anh chiều lòng các bạn nhé! Mèo Sao Hỏa. Có lẽ cái tên Mèo Sao Hỏa không còn quá xa lạ với cộng đồng mạng rồi đúng không? Đặc biệt là các ông mê game. Bởi trước khi trở thành một TikToker, Mèo Sao Hỏa được biết đến với tựa game Liên Minh Huyền Thoại từ những ngày đầu tiên làm streamer. Đối với mảnh đất TikTok chủ phú, Mèo Sao Hỏa được fan đánh giá là có trí tưởng tượng phong phú khi tự lên ý tưởng và tự thực hiện những clip ngôn tình ngắn. Chỉ sau một thời gian ngắn, đến nay người hâm mộ của Mèo Sao Hỏa trên TikTok đã đạt mốc hơn 4 triệu follower và gần 90 triệu lượt thích. Một con số đáng ngưỡng mộ với bất kỳ TikToker nào.
Bạn nào theo dõi kênh TikTok của Mèo Sao Hỏa đã lâu chắc chắn phải say mê nụ cười tươi tắn và ngoại hình dễ thương của cô nàng. Cô nàng cũng có số đo ba vòng chuẩn không cần chỉnh mà nhiều cô gái phải mơ ước, đó là 85, 60 và 89. Vừa xinh đẹp vừa tài năng, vậy còn lý do gì để chúng ta không theo dõi và ủng hộ cho Mèo Sao Hỏa nhỉ? Các bạn thân mến, ở nền tảng này, bạn không nhất thiết phải là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu với thân hình bốc lửa hay là gương mặt đẹp. Để trở thành một hot TikToker triệu người theo dõi, chỉ đơn giản những video của bạn có nội dung hấp dẫn, mới lạ, thu hút người xem, hoặc đôi khi là vài ba cái phốt hay thị phi cũng đủ để nổi tiếng. Những cái tên mà top 1 chúng mình sắp gọi tới đây chính là một ví dụ. Thông Soái Ca. Tướng thật khác, ngại tán em. Tại ngán anh. Chẳng cần giới thiệu nhiều, nghe câu slogan bất hủ kia thì chắc hẳn ai cũng đoán ra nhân vật mà top 1 chúng mình chuẩn bị nhắc tới là ai rồi đúng không? Vâng, trong thời gian vừa qua thì Thông Soái Ca là một cái tên nổi đình nổi đám trên nền tảng TikTok với những video có độ viral cực cao. Đến nay thì kênh TikTok của Soái Ca Thông đã cán mốc 1,7 triệu lượt theo dõi và hơn 22 triệu lượt thích. Thậm chí vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 1 tháng gia nhập TikTok, anh lại khiến dân tình trầm trồ khi tự thưởng cho mình một chiếc Mercedes sang chảnh trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Đúng là làm giàu không khó đây mà. Chàng trai này là ai? Sở hữu tài năng gì mà TikTok lại hút view thế nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu xem nhé. Thông Soái Ca, tên thật là Nguyễn Minh Thông, đến từ mảnh đất thủ đô Hà Nội. Trong các video của mình, Thông Soái Ca gây ấn tượng bởi hàm răng thưa mạ vàng, mặc quần rách gối, đeo dây chuyền, phong cách khuôn ngầu hài hước. Đến nỗi, có người còn nhận xét rằng hàm răng vàng làm nên thương hiệu của Thông Soái Ca, hay răng mạ vàng tỷ đô quý giá nhất mà chỉ Thông Soái Ca có được. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuất hiện với vài đàn em, bước xuống từ xe sang chảnh, ngông nghênh, trông ngầu ứ chịu được. Thông vô cùng tự tin với ngoại hình của mình và luôn tự nhận mình là người đàn ông lịch lãm, ga lăng. Có chị em nào bị rụng trứng khi lỡ tay nhấn follow anh Thông hay vô tình lướt qua những video của anh Thông không nhỉ? Sức hút của Thông Soái Ca chưa có dấu hiệu giảm sút khi dạo gần đây anh liên tục livestream cùng dàn trai đẹp, nhiều video có hành động sơ mó, thể hiện tình cảm thái quá. Ông bà ta có câu, tốt khoe, xấu chê, nhưng Thông Soái Ca lại đi ngược lại điều đó. Anh sẵn sàng phô bày cái xấu của bản thân để mua vui cho mọi người. Không biết anh em ngồi đây cảm thấy thế nào khi xem video của Thông Soái Ca? Chứ riêng tốt một chúng mình thì thấy các clip của Thông đăng tải đều có nội dung khá nhạt, thậm chí là hơi nhảm một tí. Thế mà chẳng hiểu tại sao độ hot và số lượng người xem cứ liên tục tăng. Phải chăng mọi người cảm thấy được thư giãn? Với đà này, các bạn đoán thử xem, Thông Soái Ca sẽ còn giữ vững sức hút của mình trong bao lâu? Hãy mạnh dạn để lại một con số dưới phần bình luận cho chúng mình cùng biết nhé! Nữ hoàng đi bộ Đài Trang. Gần đây, một đoạn clip về cô gái vừa đi vừa nói, gương mặt thần thái như thất tình, bỗng trở nên viral và nhận được hơn 7 triệu lượt xem trong vòng 5 đến 6 ngày gì đó. Nội dung của các clip này ghi lại hình ảnh một cô gái vừa đi vừa độc thoại về chuyện yêu đương, với vẻ mặt ngô nghê cùng với những lời nói không giá trị. Chính nét lạ lùng này mà cô được đặt biệt danh là Nữ hoàng đi bộ. Cùng với đó, câu nói, em muốn uống cho thật say để quên hết sự đời, bỗng trở nên hot, được nhiều bạn cover, làm clip hài lan truyền trên các diễn đàn. Tuy nhiên, sự thật mới đây vừa được hé lộ. Một người phụ nữ tự nhận là chị họ của Trang đã lên tiếng tiết lộ về việc Trang có vấn đề về thần kinh và bị người cùng xóm lợi dụng để quay clip câu view. Phía gia đình cô gái cho biết, người quay clip thừa biết em bị bệnh nhưng vẫn cố tình dàn dựng và đăng tải những hình ảnh đó lên mạng, chưa có sự cho phép của người thân. Ngay lập tức, cộng đồng mạng quay xe và chỉ trích nam thanh niên quay clip. Hiện tại thì nam thanh niên này đã khóa tài khoản. Top 1 cũng không hiểu vì sao một số người chỉ muốn câu view, tăng follow mà lại lợi dụng cả những người yếu thế trong xã hội, không đủ nhận thức về hình ảnh của mình. Chúng ta hãy là những người xem, người chơi TikTok văn minh. Vui thôi, chứ đừng vui quá các bạn nhé! Cindy Diễm My. Các ông xem video chắc hẳn sốt ruột lắm, bởi mãi từ đầu đến giờ có rất ít bóng hồng xuất hiện. Hiểu nỗi lòng của các ông là top 1 chúng mình phải cho luôn một nữ hot TikToker lên sóng. Cô gái mà chúng mình muốn nhắc đến có tên Diễm My hay còn được biết đến với cái tên Cindy. Cindy hiện tại được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu ảnh. Ngoài ra cô nàng còn là một trong những TikToker được cư dân mạng vô cùng hâm mộ. Các video của cô nàng thường có nội dung thân thuộc, gần gũi với cuộc sống nhưng không kém phần hài hước. Mỗi video của nữ TikToker đều thu hút rất nhiều tương tác, lên đến hàng chục triệu lượt xem bởi muôn vàn tình huống dở khóc dở cười, mang lại tính giải trí cao.
Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản TikTok của Diễm My đã đạt tới hơn 12 triệu lượt follow và hơn 200 triệu lượt thích. Đây là một con số vô cùng ấn tượng. Chưa biết video của cô nàng thế nào, chứ chỉ cần nhìn cái nhan sắc kia thôi là top 1 chúng mình tuy là con gái mà cũng muốn follow ngay và luôn rồi. Việt Phương Thoa, một bóng hồng tài năng không kém ghi danh mình trong danh sách những TikToker nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam, đó là Việt Phương Thoa. Cô gái tài năng này sở hữu kênh TikTok với hơn 10,5 triệu lượt follow, gần 400 triệu lượt thích. Cô nàng được biết đến với khả năng sáng tạo nội dung thân sâu. Cô còn được mọi người đặt cho biệt danh là em gái chị Google hay truyền nhân Google. Từ clip cô hóa thân thành người chỉ đường với khuôn mặt một biểu cảm, giọng nói lạnh lùng. Ai không tin thì mở lại clip để kiểm chứng nhé, uy tín luôn. Sở hữu hình thể đẹp, gương mặt sáng cùng nét diễn hài hước, chẳng có lý do gì để cô gái này không được yêu thích trên TikTok cả. Khai thật đi, anh em nào đã follow kênh TikTok của cô gái xinh đẹp này rồi, hãy nói nhỏ với tôi một chúng mình hứa sẽ giữ bí mật cho. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chỉ mặt điểm tên những hot TikToker đang làm mưa làm gió ở vũ trụ TikTok. Anh em cảm thấy ấn tượng nhất với nhân vật nào? Và cái tên nào đang ở trong danh sách follow của anh em? Hãy comment xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết với nhé. Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!